em kẹo gấu đáng yêu nhất vũ trụ mà có lẽ bạn chưa bao giờ thấy. U là trời, từ trước tới giờ tôi đã từng ăn rất là nhiều loại kẹo khác nhau, nhưng mà phải công nhận là tới bây giờ mới phát hiện ra ba em kẹo gấu đáng yêu siêu cấp vũ trụ luôn đó mọi người. U là trời, công ty của tôi nó muốn tan chảy luôn rồi. Nãy giờ là mọi người nghĩ sơ sơ qua ba em nó rồi phải không? Cute thiệt chứ không phải được. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Top 3 em kẹo gấu đáng yêu trong ngày hôm nay chính là một em gấu màu hồng siêu cute for my wear. Yêu màu hồng và ghét sự giả dối thì làm sao mà bỏ lỡ qua được em này. Em nó đích thị là một cây kẹo đó nha mọi người. Nhưng mà cái cây kẹo này nó hơi phức tạp một tí xíu. Đó chính là có nguyên một cái em gấu màu hồng to đùng ở phía bên trên, một cái ống trong suốt để đựng kẹo ở phía dưới, và đây chính là những cái viên kẹo đi kèm nè. Mà nhìn mấy cái viên kẹo này là gen nổi hết da gà luôn á. Bởi vì sao mọi người biết không? Bởi vì nhìn nó y như là mấy cái viên thuốc mà mình uống vậy đó. Nhìn sợ kinh khủng luôn. Còn phía bên trên là một em gấu mang đồ hết sức là lịch sự luôn. Coi kìa, mang nguyên một cái bộ áo vest màu vàng, có thêm cái nơ màu xanh, nhìn cưng phải biết. Nhìn chú gấu ta giống như là sắp đi biểu diễn ảo thuật vậy đó mọi người. Còn đây chính là màn ảo thuật của chú gấu hồng này. Đó là mọi người chỉ việc xoay xoay cái thanh màu xanh da trời như thế này là những cái hạt xốp trắng ở trên chiếc nón của chú gấu nó sẽ bay tung tóe luôn kìa. Nhìn giống y chang cái quả cầu tuyết mà ngày xưa mình hay chơi á mọi người. Còn đây mới chính là màn ảo thuật ảo diệu nhất của chú gấu hồng. Đó chính là nếu bạn xoay ở trong bóng tối thì chú ta sẽ phát sáng lên như thế này. Cái đèn màu đỏ nó sập xình quá là cháy. Chơi em này á mà nhìn cái mặt của tôi háo ha háo hức bởi vì vui đó mấy bà. Trước giờ hay chơi mấy cái quả cầu tuyết mình lắc lắc để cho những cái hạt tuyết nó bay bay, thì bây giờ đã có ngay cái thanh kẹo gấu này cũng làm cho những hạt xốp nó bay được giống như tuyết, mà còn có thêm nhiều hiệu ứng lung linh nữa. Bây giờ thì Gen sẽ ăn thử cái kẹo của em nó xem mùi vị như thế nào nha. Ngửi cái mùi thoang thoảng thì mình thấy có vị thơm của trái cây. Còn bây giờ thì mình sẽ đổ ra và ăn thử. Kẹo thì nó the the mát mát, nó bột bột ngọt ngọt. Kẹo này thì chỉ ăn cho vui thôi chứ không có ngon gì hết trơn á. Còn cái yếu tố quyết định mà làm cho mình rinh cái em này về nhà đó là bởi vì em quá đáng yêu chứ còn cái gì nữa. Nhưng mà chưa đâu nha, top 2 của ngày hôm nay lại càng đáng yêu nữa nè. Đây chính là một em kẹo gấu thủy tinh nằm ở trong bình sữa. Cái tên này là tôi tự đặt đó, bởi vì tôi thấy em nó làm sao rồi tôi đặt tên y chang như vậy. Nhìn em nó rất là đơn giản luôn, nhưng mà không hiểu sao có một cái sức thu hút lạ kỳ. Viên kẹo này được làm một cái hình chú gấu rất là đáng yêu. U là trời, tim tôi muốn tan chảy rồi mọi người ơi. Bé gấu của mình nó cute, nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn. Nói chung là không có chỗ nào để chê luôn. Rồi giờ cái kẹo như thế này thì làm sao mà nỡ ăn đây hả mọi người. Mà chưa hết đâu nha, không phải ngẫu nhiên mà tôi xếp em này ở vị trí top 2 đâu mấy bà. Cuối video thì mọi người mới biết được. Mà mọi người có công nhận với Gen không, là nhìn cái em này tuy đơn giản nhưng mà nhìn nó xinh thật sự luôn á. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử để xem mùi vị của em nó ra sao. Em này thì là kẹo cứng, ăn vào thì có cái vị ngọt ngọt thơm thơm, không có quá đặc biệt đâu mọi người, với lại cũng không có dám múc nữa, múc chập hồi sợ bay cái đầu con gấu luôn. Còn đây chính là bí mật của em nó, một cái bí mật động trời là ai ngờ một cái viên kẹo rất là đơn giản như thế này mà có nguyên cái đèn sập xình kìa mọi người, giống như em gấu nó đang bay nhảy ở trong bar quá vậy. Mà cái công tắc này mới hài nha, tôi ngồi tôi nghiên cứu hoài luôn không biết là tắt mở ở chỗ nào. Nhưng mà sau đây xin giới thiệu với mọi người cách để tắt mở đèn. Đó chính là chúng ta hãy dùng lực của bàn tay để đập cái kẹo này xuống dưới nền, bụp 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 mấy cái là đèn nó sẽ tắt hoặc là bật. Giống y chang như là khi cái remote TV nó bị hết pin hoặc là nó bị mát mát vậy đó mọi người. Mình chỉ việc dùng cái tay và đập đập em nó thì em nó có thể bật hoặc tắt. Thật là quá lạ lùng. Còn đây, nóng hổi vừa thổi vừa xơi, top 1 của ngày hôm nay. Tan 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 tan. Một chiếc máy bán kẹo hình chú gấu nâu vô cùng đáng yêu. Không lẽ giờ tôi xỉu tập 3 hả mấy bà? Tại vì con tim của tôi hay rung động trước những cái mà nó dễ thương, mà nó cute, nó nhỏ nhỏ bé bé à mọi người. Đây chính là một gói kẹo màu sắc rất là tươi tắn để mình có thể đổ vào bên trong bé gấu nâu của mình đây. Đây đích thị chính là một chiếc máy bán kẹo mini nhỏ nhất mà mình từng thấy luôn đó mọi người. Và đặc biệt là cái em gấu nâu này nhìn mặt của em rất là đáng yêu. Còn đây chính là cái bộ phận chính của cái máy bán kẹo. Mỗi lần mà mình xoay xoay như thế này là cái cục ở bên trong nó sẽ hoạt động và nó sẽ đưa kẹo xuống dưới. Một cái máy hết sức đơn giản và nó nhỏ nhắn như thế này nhưng mà nó có thể cho mình một cái trải nghiệm mua kẹo rất là vui luôn. Mà cũng không được gọi là mua đâu mọi người, bởi vì không có cái chỗ để nhét tiền. Có lẽ cái này là cái máy gọi là máy phát kẹo miễn phí đi ha. Mỗi lần mà mình xoay xoay một cái thôi là cái viên kẹo từ trong cái máy bán kẹo nó sẽ rớt ra ngoài như thế này nè, siêu cưng luôn. Nhìn em nó thì mọi người có hiểu là vì sao Gen đã xếp em này ở vị trí top 1 hay không? Bởi vì mình quá là ưng cái em này luôn. Vừa siêu đẹp vừa chơi vui là
lại vừa có thêm cái chức năng bán kẹo như thế này, rất là thú vị luôn á mọi người. Em này mà hết kẹo rồi á thì các bạn cũng có thể để những cái vật nhỏ nhỏ ở bên trong để xoay xoay để cho những cái vật đó nó rớt ra như thế này thì cũng rất là đẹp. Mà trên cái người của bé gấu nâu á nó còn có một cái hình trái tim màu hồng nữa, rất là đáng yêu luôn á mấy bà. Nói chung á là tôi chính thức lọt hố em này rồi đó nha, cho nên là tôi sẽ sắp xếp em này ở vị trí top 1 trong lòng của tôi. Còn bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái kẹo này để xem mùi vị ra sao và review cho mọi người biết nha. Kẹo cắn ra thì nó bột bột, the the, ngọt nhẹ, thơm thơm cái vị trái cây thoang thoảng, rất là ngon luôn, có một vị chua chua nữa. Mọi người thấy bé này có xứng đáng là top 1 hay không? Hãy nhớ để lại dưới phần bình luận nha. Và đó chính là ba loại kẹo gấu siêu đáng yêu nhất vũ trụ mà tôi từng thấy. Xem tới đây thì chắc hẳn mọi người đã hiểu là vì sao tôi cuồng lên bởi vì cái sự đáng yêu của mấy em này rồi đúng không? Nó nhỏ nhỏ, cưng cưng, cute muốn rụng tim luôn chứ đâu phải đùa. Trong ba em kẹo này, mọi người thích nhất là em kẹo gấu nào? Hãy nhớ để lại dưới phần bình luận cho Gen biết nha. Và nếu mọi người mà được xếp loại ba em này thì mọi người sẽ xếp loại theo thứ tự như thế nào? Còn bây giờ thì đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.